Chuyên mục Phổ biến kiến thức 5 loại trái cây tốt nhất cho mắt, người bị cận thị nên ăn mỗi ngày. Một chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cũng như cung cấp các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho đôi mắt sáng khỏe. Võng mạc nhận máu bằng một mạng lưới mỏng manh gồm các mạch máu nhỏ dễ bị tổn thương. Chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh dễ dẫn đến viêm có thể góp phần gây ra các vấn đề về mắt bao gồm cận thị vì viêm ảnh hưởng đến lưu lượng máu. Lựa chọn chế độ ăn uống gồm nhiều thực phẩm chống viêm là cách tốt nhất để cơ thể nhận được nhiều vitamin mà mắt bạn cần. Đó là các chất chống oxy hóa như caroten, lutein và zeaxanthin, cùng với vitamin C, A và E, cũng như kẽm và axit béo thiết yếu, tất cả đều hỗ trợ mắt và giúp bảo vệ đôi mắt ngừa lão hóa. Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hiền bệnh viện mắt trung ương, để bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh, ngoài việc mắt cần có một chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, Hạn chế một số chất kích thích hay thức ăn không có lợi cho mắt như thực phẩm chứa đường tinh chế, thuốc lá. Thì việc bổ sung các loại thực phẩm có lợi cho mắt cũng là một điều hết sức quan trọng. Các chất chống oxy hóa như vitamin A, D, E, lutein, zeaxanthin giúp cho cơ thể nói chung và đôi mắt nói riêng được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và phòng ngừa một số bệnh, trong đó có cận thị. 1. Trái cây có múi giàu vitamin C tốt cho đôi mắt. Trái cây có múi giàu vitamin C giúp đôi mắt sáng khỏe. Các loại trái cây có múi như cam, chanh và bưởi chứa nhiều vitamin C. Vitamin C giúp cơ thể hình thành và duy trì các mô liên kết, bao gồm cả collagen được tìm thấy trong giác mạc của mắt. Vitamin C cũng hỗ trợ sức khỏe của các mạch máu trong mắt tốt cho các vấn đề của thị lực như cận thị, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. 2. Quả mọng giàu chất chống oxy hóa giúp cho mắt sáng khỏe. Dâu tây, nam việt quất mâm xôi và việt quất là những thực phẩm tuyệt vời cho đôi mắt hoạt động khỏe mạnh. Các loại quả mọng chứa nhiều vitamin và khoáng chất bổ dưỡng và đặc biệt có lợi trong việc duy trì sức khỏe của mắt. Chất chống oxy hóa có trong hầu hết các loại quả mọng có thể giúp ngăn ngừa khô da, hạ huyết áp, khiếm khuyết thị lực và thoái hóa điểm vàng. 3. Chuối giàu kali giúp bảo vệ giác mạc. Kali cũng rất tốt cho sức khỏe của mắt, đặc biệt là đối với bệnh khô mắt vì nó là một trong những thành phần quan trọng tạo nên màng nước mắt và giúp duy trì độ dày của màng. Chuối cũng là một nguồn cung cấp vitamin A cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Vitamin A bảo vệ giác mạc, rất cần thiết cho thị lực tốt. 4. Xoài và đu đủ bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh. Xoài và đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ đôi mắt khỏe mạnh. Hai chất dinh dưỡng quan trọng là chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Chúng hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên hấp thụ ánh sáng dư thừa đi vào võng mạc. Các chất này cũng bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh có hại. 5. Quả mơ giàu beta-carotene có lợi cho sức khỏe của mắt. Quả mơ đặc biệt có lợi cho sức khỏe của mắt vì chúng chứa vitamin A, C và E và carotene, đồng thời chúng có hàm lượng beta-carotene cao. Điều này được cho là giúp ích cho tầm nhìn ban đêm và khả năng điều chỉnh của mắt. Chúng cũng giúp hấp thụ ánh sáng xanh và tia cực